quan điểm đầu tư cho thể dục thể thao là đầu tư cho con người, cho sự phát triển của đất nước. Những năm qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng coi trọng công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên năng khiếu, nâng cao chất lượng chuyên môn để tham gia các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế. Từ đó từng bước đưa hoạt động thể dục thể thao của Lâm Đồng phát triển ổn định. Theo thống kê, mỗi năm các đội tuyển của Lâm Đồng tham gia khoảng 40 giải khu vực quốc gia và quốc tế. Số huy chương đạt được tại các giải đấu đều tăng dần theo từng năm. Đặc biệt, phong trào luyện tập thể dục thể thao đã thu hút sự quan tâm của mọi đối tượng, với tỷ lệ 22% số người dân tham gia luyện tập thường xuyên và 13% số gia đình đạt chuẩn gia đình thể thao. Thời gian qua, phong trào thể dục thể thao Lâm Đồng phát triển tương đối tốt và mạnh và đều khắp trong các đối tượng. Thông qua các hoạt động đó thì chúng ta thấy một là nhận thức của người dân về tầm quan trọng đối với thể dục thao, đối với cuộc sống là từng bước được nâng lên và cảm thấy là đó là một trong những cái điều kiện để mà nâng cao sức khỏe và để cũng để học tập cũng như là để lao động tốt. Điều đáng nói là thời gian trở lại đây, số lượng các câu lạc bộ, phòng tập thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày càng tăng với nhiều loại hình đa dạng phong phú. Nhiều tổ chức cá nhân đã mạnh dạn đầu tư kinh phí để xây dựng các công trình thể thao lớn, góp phần mở rộng và đa dạng hóa các loại hình thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu luyện tập của mọi tầng lớp nhân dân. Riêng cái bộ môn bóng bàn thì cái câu lạc bộ này chúng tôi là tụ tập rất nhiều cái anh em, vừa là công nhân viên, vừa là dân, vừa là học sinh, vừa là sinh viên, tức là đến đây tham gia rất đông. Qua cái bộ môn bóng bàn như thế này thì nó mang lại cho bản thân em cũng như là các cái hội viên trong câu lạc bộ là sức khỏe, thứ hai là cái tinh thần thể thao, thứ ba là cái niềm vui trong cuộc sống để tiếp tục làm việc và cũng như là cống hiến trong cái sự nghiệp thể thao và sự nghiệp bóng bàn của tỉnh Lâm Đồng. Để phong trào luyện tập thể dục thể thao phát triển đúng hướng và có chiều sâu, Lâm Đồng đã ban hành chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2020 với 3 nhiệm vụ trọng tâm là phát triển thể dục thể thao cho mọi người, phát triển thể dục thể thao thành tích cao và thể thao chuyên sâu, xã hội hóa thể dục thể thao. Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2020 sẽ có từ 28 đến 30% tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên trên tổng số dân, 18 đến 20% tỷ lệ gia đình tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên trên tổng số hộ. Hàng năm tổ chức từ 45 đến 50 giải thể thao cấp tỉnh. Có từ 1.150 đến 1.300 câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở. 100% trường học tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa thường xuyên. Có trên 250 vận động viên được đào tạo nâng cao trình độ ở các bộ môn. Phấn đấu đạt từ 200 đến 220 huy chương quốc gia và quốc tế trong các kỳ thi đấu. Giải pháp để triển khai thực hiện chiến lược phát triển thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 thì theo cái lộ trình về chiến lược mà đã được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt thì chúng tôi đã triển khai theo rất nhiều bước. Cái bước đầu tiên là chúng tôi đã tổ chức một cái hội thảo để tìm kiếm giải pháp phát triển thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thì trong cái thành phần tham dự hội thảo thì chúng tôi có mời một số nhà khoa học, rồi mời một số địa phương mà có cái phong trào thể dục thể thao phát triển, để thông qua những cái kinh nghiệm, những cái giải pháp của các địa phương ấy thì chúng tôi sẽ áp dụng vào đối với địa phương Lâm Đồng. Thế và trong cái hội thảo này thì chúng tôi thấy rằng là cũng đã rút ra được rất nhiều cái giải pháp để triển khai thực hiện trong cái thời gian tới. Từ những mục tiêu cụ thể, chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2020 của tỉnh Lâm Đồng cũng đưa ra nhiều giải pháp trong triển khai thực hiện. Ngoài việc nâng cao nhận thức tư tưởng của cộng đồng xã hội về tác dụng lợi ích của hoạt động luyện tập thể dục thể thao, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý nhà nước về thể dục thể thao, còn chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động thể dục thể thao, xây dựng nguồn nhân lực cho sự nghiệp thể dục thể thao cũng là những nội dung trọng tâm được tỉnh Lâm Đồng chú trọng. Tin rằng từ những giải pháp cụ thể được vạch ra sẽ là điều kiện thuận lợi để thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng có nhiều khởi sắc và phát triển theo hướng chuyên sâu trong thời gian tới.